hôm nay chúng tôi tung ra đội hình tốt nhất của mình trên lý thuyết, ít nhất là vào thời điểm này. Có khoảng 30 phút mà mọi phương án đề ra được thực hiện gần như hoàn hảo. Sau đó, cường độ giảm xuống và Roma chơi theo một cách khác. Không phải vì tôi muốn như vậy, nhưng đây là thực trạng hiện tại của đội. Paolo đã gặp khó khăn một chút. Lorenzo vẫn nỗ lực hết mình sau 90 phút thi đấu trước Raymond. Nemanja Matic và các hậu vệ cánh qua người ít hơn hẳn và chúng tôi đã chơi với hàng phòng ngự lùi sâu hơn trong hiệp 2. Tôi rất vui vì toàn đội đang chơi tốt bất chấp những hạn chế của mình. Chúng tôi đang làm những gì có thể. Hôm nay là một chiến thắng tuyệt vời vì Roma đã có trọn 3 điểm trước một đối thủ khó chơi. Sau trận đấu, tôi đã nói với Paolo Zanetti rằng đội bóng của ông ấy thực sự rất hay. Có một khoảng thời gian ngắn hồi đầu mùa giải, tôi đã có chút nghi ngờ không phải về phẩm chất mà là về phong độ của Abraham. Bây giờ, ngay cả khi không ghi bàn, cậu ấy vẫn luôn đóng góp rất nhiều điều cho đội bóng. Cậu ấy đã làm mọi thứ rất tốt trong ngày hôm nay. Suốt hiệp 2, cậu ấy cầm bóng và giúp giảm bớt áp lực. Cậu ấy đã cho cả đội thời gian để chiếm vị trí và cố gắng kéo giãn hàng thủ đối phương. Trong hiệp 1, Abraham cũng chơi ăn ý với Paolo Dybala và Lorenzo Pellegrini. Màn trình diễn rất xuất sắc. Cậu ấy đang có phong độ tuyệt vời vào lúc này. Tôi nghĩ rằng bên cạnh một số người hiểu, có những người trong sân vận động không hiểu được thực trạng đội hình Roma. Cũng như có những người làm trong giới truyền thông, tôi nghĩ rằng họ nắm rất rõ chuyện này, nhưng lại giả vờ như không biết. Tôi nghĩ nếu Roma thi đấu với Cremona với đội hình giống hôm nay, chúng tôi có thể vào bán kết Coppa Italia, nhưng sẽ không thể giành chiến thắng ngày trước Empoli. Đó là Roma. Chúng tôi luôn cố gắng hết sức và chúng tôi làm việc rất chăm chỉ. Trước trận đấu hôm nay, tôi đã nói với các cầu thủ của mình rằng chúng ta phải ra sân với một chiếc ba lô chứa đầy nỗi thất vọng và sự hối tiếc sau trận đấu gần nhất, và rằng chúng ta không thể mong đợi bất cứ ai giúp đỡ mình cởi bỏ nó ra. Lần đầu tiên tôi ra sân khởi động cùng họ và đó chính xác là cảm giác mà toàn đội có, chỉ có chúng tôi thôi. Sự thật là cả tập thể đang làm hết sức mình. Và khi bạn cố gắng hết sức, bạn không thể làm gì hơn thế được nữa. Tất nhiên, Belotti sẽ có cơ hội ra sân thi đấu. Cậu ấy gia nhập đội bóng khá muộn và ngay thời điểm đang chơi tiến bộ thì cậu ấy lại dính chấn thương. Bây giờ thể lực của cậu ấy ổn và tôi nghĩ Belotti đã chơi tốt trong trận đấu trước. Ngoài bàn thắng, điều không phải quan trọng nhất đối với tôi, cậu ấy hoàn thành được nhiệm vụ của mình, giống với cách Tammy đã thể hiện hôm nay, mặc dù họ có những phẩm chất khác nhau. Belotti ngày càng tự tin và niềm tin của tôi dành cho cậu ấy cũng tăng theo. Trong bóng đá, bạn chỉ có thể chọn 11 cầu thủ. Các câu lạc bộ khác có một số cầu thủ xuất sắc trên băng ghế dự bị nhưng các huấn luyện viên kia không thường xuyên bị hỏi những câu khó xử. Belotti không chơi một trận và ngay lập tức bạn hỏi tôi sao không sử dụng cậu ấy. Nếu chúng tôi sử dụng Tammy và Belotti, thì ai là phương án dự phòng cho họ? 30 giây trên sân vẫn tốt hơn là không gì cả. Trong 30 giây, bạn có thể giúp đội giành chiến thắng. Khi anh còn là một cầu thủ, có thể anh muốn chơi mọi trận đấu thay vì vào sân 30 giây, nhưng tôi muốn giành chiến thắng trong các trận. Và 30 giây giúp tôi giành chiến thắng. Zaniolo phải làm gì để được chào đón ư? Không gì cả. Đó là một vấn đề của câu lạc bộ và cậu ấy phải giải quyết nó với câu lạc bộ, không phải với tôi. Về phần Smalling, tôi sẽ chẳng thể làm gì để thuyết phục cậu ấy ở lại nếu cậu ấy thực sự muốn đi. Tôi đón nhận từng ngày. Tôi có thể đã rời đi vào tháng 12 nhưng đã không làm như vậy. Tôi ở lại và đây là cuộc sống của tôi. Đôi khi ai đó sẽ tưởng chúng tôi đang chật vật ở khu vực xuống hạng nhưng không phải vậy. Roma đang nằm trong top đầu và cạnh tranh với những câu lạc bộ rất mạnh khác. Chuyện là như vậy đấy.